Vinh 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 Lên xin gì đây? Giới thiệu với mày, đây là thằng Thủy, đây là con Tuấn, còn đây là thằng Phong. Ba đứa này sẽ là trợ thủ đắc lực của tao. Em hiểu rồi. Ừ. Đi đâu á? Đi đâu á? Anh hái tuyển được ba trợ thủ đắc lực rồi là đuổi đuổi em đi. Mày khùng quá. Lại đây. Mày là anh em thân thiết của tao. Xa gái xíu. Không những tao không đuổi mày, tao còn cho mày một quyền hạn lớn hơn tụi nó. Hiểu không? Không. Là mày được phép sai ba đứa này á. Còn Thái sao? Thì tao cũng được phép sai ba đứa này. Em có được phép sai anh Thái không? Đâu. Nè, đầu nè, leo lên ngồi đi. Không, không được đâu anh Thái ơi. Em không có ngồi trên đầu anh Thái được đâu. Xuống mày. Hả? Xuống. Biết sao không? Em mà ngồi trên đầu của anh Thái hả? Là đầu anh Thái nhọn á, đâm thốt. Xuống. Xuống mày. Chưa nha mày. Amanda. Amanda. Amanda Thái. Thấy không khí của căn cứ mình dạo này nó sao sao á. U ám. Mày nói tao cũng để ý. Coi bộ phong thủy không có tốt. Ghê ghê lắm. Sao vậy? Tối về ngủ hoài luôn. Mày thấy gì không? Không, nhưng mà cứ tối là ngủ à. Chết rồi. Tối là ngủ hả? Bây giờ tao chuẩn bị đi gặp Lý Do bé xíu Quýnh Lộn. Mày ở nhà lo cái vụ u ám đi. Để tao với trợ thủ của tao đi Quýnh Lộn được rồi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Ừ. Anh Thái. Thái. Mày đâu đây? Mày đi đâu đây? Về đi. Về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Ở đây nguy hiểm lắm. Nha. Nha. Anh Thái lương đầu không nổi với đám. Mày ở đây á, tao mới lương đầu không nổi á. Ở đây có tao, con Tấn với thằng Thủy với thằng Phong đâu rồi? Em đuổi nó qua bên Lữ Gia bé xíu hết rồi. Ở đâu? Mày nói gì? Đuổi nó. Kìa. Ai là ê. Ê, mày biết tao phải tốn biết bao nhiêu là tiền để mướn ai thằng đó về để làm cho tao không? Biết. Chứ sao mày còn đuổi nó? Anh kêu mà. Mày tao kêu hồi nào? Lúc đầu anh nói là anh tin tưởng Phong Thủy. Ừ. Xong đã rồi em nói nhậu ám, anh nói là Phong Thủy không tốt. Cho nhậu ám Phong Thủy không tốt. Em đuổi Phong Thủy rồi, cái giờ anh nói là anh tin tưởng Phong Thủy, anh không có lập trường. Tao nói Phong Thủy là Phong Thủy cái nhà. Là Phong Thủy cái nhà, đâu có cho nó trong nhà mình nữa đâu. Phong Thủy cái nhà. Nè, cái chuyện của mày tao tính sao nha. Không sao. Tính luôn vậy. Tính tao tán với mặt từ giờ. Thôi là ở đây á, còn con Tấn tao với mày với lại mấy chục thằng đàn em nữa. Ừ. Chơi được. Cái gì? Cái gì đàn em gì? Thì mấy chục thằng đàn em của tao. Tấn. Giờ chưa tới nữa. Vắng tanh. Sao tới được? Chứ nó đâu mà chưa tới. Ê. Mày đừng có nói với tao là mày đuổi tụi nó luôn rồi nha. Cho tao tin vui đi. Anh nói là thằng nào không tốt em mới đuổi thôi. Good. Còn anh đó tự bỏ đi. Mắc gì tự bỏ đi. Em đuổi hai thằng kia rồi bồi thường tiền hợp đồng á, không có tiền trả luôn cho mấy thằng còn lại, nó bỏ đi luôn. Vậy tính ra giờ còn có mình tao với đứa gái với thằng ngu. Không có ngu. Chứ mày lại gì? Đẹp trai. Kể từ giờ phút này, tao nói mày, kể từ giờ phút này cho vú hết cái đầu đi. Tao nói mày, kể từ giờ phút này nha, những cái chuyện lớn, những cái chuyện quan trọng của tao á, để một mình tao lo. Đừng có xía vô. Đừng có xía vào. Bà luôn á. Giờ mày muốn chơi kiểu gì? Mày nhìn bên mày có bao nhiêu người nè. Bên gì? Tao có 3 người thôi. Ê! Đó,
Biết đi đâu không? Đi đâu? Em mới rủ Tuấn đi vệ sinh. Mày đứng đây cho tao mày. Đứng nè, đứng nè. Bây giờ mày muốn chơi sao? Mày nghĩ coi một đống vậy quýnh ba thằng tao á, mày nhắm thắng nổi không? Thắng. Mày cái đó đương nhiên mà. Chính xác. Ừ, Tuấn, hai mày bỏ đi nữa chứ. Tao nói cho mày nghe, mày thắng tao vậy mày có ngước mặt lên trời không? Chứ giờ tụi bay muốn sao? Bây giờ tao với mày, hai thằng đứng đầu. Thôi, không được. Làm gì không được? Sáng sáng kêu ngồi lên đầu rồi, giờ kêu đứng lên đầu. Cắm sen vào chị của tao. Thích thì ra chơi solo với tao. Mày dám rủ tao solo luôn. Mày chưa cạo râu luôn á. Ở đâu mà có bạc nữa, ở đâu bạc. Mày dám rủ tao solo hả mày? Tao tay không nha. Tao có con dao bé xíu. Mày thắng tao mày vinh dự không? Thích bỏ con dao xuống chơi tay đôi với tao. Nếu mày muốn. Đừng mà anh Thái. Đừng cái gì? Con tán vô mặt mày bây giờ. Con đi đâu vậy? Tôi hỏi bà mới đúng á. Bà đi đâu đây? Đây địa bàn của tao cho mướn. Mẹ có tiền không mày vô? Tưởng gì tiền. Nhanh. Đi vô lấy tiền cho anh. Không có. Làm gì không có? Mày bị gì ta? Ai đừng nói mày lấy tiền của tao mày đem qua cho thằng Phương nữa nha. Anh nhớ vụ phong thủy không? Ừ rồi sao? Tiền bồi thường hợp đồng nó còn đủ để trả cho anh. Cô lấy lại là đúng đó cô. Mày Vinh. Làm gì vậy mày? Tức! Vô mặt nha! À. Em thấy rồi! Tức! Tức rồi! Tuấn! Dạ! Rồi! Mày tên Tuấn hả? Tuấn! Dê! Tao bán vô mặt mày nha mày! Đi kêu à! Kêu em cái gì kìa? Kêu không? Đâu nào đâu? Xào 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 xào! Tuấn! Tuấn! Dạ? Anh mướn mày lại đây chơi game hả? Ấy nè, mày cho tao mượn đi, bán trả nợ cho người ta. Không được, cái máy này là máy công việc của em mà. Với lại em chỉ chơi game lúc rảnh thôi. Là cái game này chỉ chơi lúc rảnh thôi? Đúng. Lý tao chán tụi bay quá. Còn mày nữa, muốn cái gì? Tao nói mày một lần cuối cùng nha. Tao không bao giờ muốn thương à. Thương nè. Thương chó. Ai tính, nghĩ cách đi em. Nghĩ cách à? Nghĩ cách đi. Cái cách quan trọng bây giờ là mình phải suy nghĩ làm sao cho nó hợp với cái suy nghĩ của mình. Chà! Mày hiểu quá Vinh. Anh nghĩ em hiểu à? Nè, anh nói cho em nghe nha. Ừ. Anh biết em đẹp, nhưng mà em phải biết tụi anh là giang hồ ngu. Cho nên em nói ngắn gọn xúc tích thôi. Em nói dạy điệu lắm. Em điệu hả? Ừ. À, có cách rồi. Ý, có cách hả? Sao sao? Điệu hồ ly sơn. À. Alo Sơn hả? À, có bé ly điệu ở bển không? Bé ly điệu á. Cái gì? Cái ly gì đây? Cái ly điệu bán hổ á. Tao tán vô mặt mày giờ. Hổ nhồi bông, hổ nhồi bông. Ngày xưa em nhồi bông ở bến cánh dòng sông. Tán vô mặt mày nha. Mau không? Lần này để tao làm một mình nha. Ừ.
Đừng có đụng chạm vô tao nữa. Đừng có đụng chạm. Nè đừng có nói theo nha. Nè đừng nói theo nha. Mày á, tao nói mày lần cuối nha. Chuyện này để một mình tao làm thôi. Chỉ việc đứng nhìn cả mày. Đứng nhìn thôi đó. Đây. Ông nói để em làm mình. Giờ giờ đi chơi đi chơi. Qua nhà bé Ly Điệu. Mua thứ gì không? Ngày xưa bên dòng sông nhỏ bóng gì á. Kêu kêu em là đừng đúng tay vô, đứng ngoài coi thôi. Ờ, lỗi tao. Nhưng mà cái lỗi của con Tấn là quế tèo nhất nè. Quế tèo. Bực bội chỉ người ta cái kế gì đâu, tào lao gì đâu, điệu hổ ly sơn. Làm mất hai tuần lễ, mướn đi chay hoa gò mít nhạc, rồi mướn vũ đạo, vũ đàn Lucy Kai. Cũng bị quýnh. Này. Tôi bày kế cho anh mà bây giờ tôi có muốn đập vào mặt anh luôn đây này. Làm gì mà tôi bày cho anh kế gọi là kế điệu hổ ly sơn. Chứ tôi có bảo anh nhảy cái vũ đoàn hổ ly sơn của anh đâu. Anh Hải, Này, cái clip điệu vũ điệu hổ ly sơn của anh Hải à, Pháp Lý Bí lấy boss vô xe ghi người trong hoa hồ của nó luôn kìa. Wow. Nổi tiếng luôn á. Mày khùng hả mày? Mình là giang hồ mà mày muốn nổi tiếng cho công an nó bắt mình hay gì? Rồi vậy để lát em nhắn mấy anh công an đừng coi. Vậy luôn. Thôi được rồi. Kế trước không thành ấy, tôi có một kế nữa hay lắm nè. Kế lần này phải sử dụng đến nhan sắc. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý. Thôi bỏ đi, ghê quá. Kế lần này gọi là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế. Wow. Alo. Lần này mà mày gọi cho con Mỹ với thằng Nhân nữa là tao giết mày. À không có gì đâu Nhân ơi. À là sao? Mày luôn. Em lộn số, nó là gọi em á. Em lộn số mà nó gọi em á. À em hiểu rồi. Là mỹ nhân kế. Ừ. Là dùng nhan sắc chủ người ta. Đúng rồi. Bà Tuấn à, bà dùng nhan sắc của bà. Làm sao rồi bà phải đẹp hơn nữa. Để bà quyến rũ tụi tôi. Rồi tụi mê bà. Tụi tôi sảng khoái thoải mái. Sảng khoái cái đầu mày. Nghĩ sao vậy? Phải dùng nhan sắc của em nè. Qua bên quyến rũ thằng Phương. Lấy lại căn cứ. Đúng không? Alo. Lần này Thiếm làm tốt lắm. Anh rất là ân ý với cái chỗ này. Ừ. Tiền anh đã chuyển vô tài khoản của Thiếm rồi đó. Rồi rồi. Ừ. Rảnh thì ghé qua làm cho anh. Ok. Gọi cho cô gái đó. Nó là ai vậy anh? Con Tấn bên mình á. Tao thiệt là tao rất là thích cái chỗ này. Chỗ mà đang đứng là chỗ của thằng Phương bên lưỡi dao bé xíu á. Bởi vậy tao mới tự hào. Nứt dại, giảm nát dạ tao luôn nè. Bị cái chỗ này á, tiền thuê á gấp 9 lần bên kia. Nhưng mà anh vẫn thích. Bây giờ nó 10 lần tao cũng chơi nữa. Tại vì nó của mình lưỡi dao bé xíu. Mình phải tự hào về điều đó. Chơi trên đầu nó. Đúng rồi. Được, coi bộ cái căn cứ này là cũng ổn đó. Vừa đẹp hơn, rộng hơn, mà còn rẻ tiền hơn căn cứ cũ nữa. Mình có được căn cứ này tất cả là nhờ con Tuấn.
cò nhà đất khét tiếng cái vùng này. Bảo, đi mua mồi về, chút xíu anh em mình phải nhậu một bữa cho sai. Ok anh.